Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề các tác dụng của dòng điện. Ở bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu 5 tác dụng của dòng điện. Thứ nhất là tác dụng nhiệt của dòng điện. Thứ hai, tác dụng phát sáng của dòng điện. Thứ ba là tác dụng từ của dòng điện. Thứ tư là tác dụng hóa của dòng điện. Và cuối cùng là tác dụng sinh lý của dòng điện. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác dụng nhiệt của dòng điện. Khi dòng điện đi qua mọi vật dẫn, thì thông thường sẽ đều làm cho vật đó nóng lên. Sau đây, cô xin giới thiệu một số dụng cụ thiết bị điện thường dùng sẽ nóng lên khi có dòng điện chạy qua. Ví dụ như là bếp điện, bàn ủi, một số nơi còn gọi là bàn là, nồi cơm điện, lò nướng, vân vân. Những thiết bị điện này khi có dòng điện chạy qua sẽ làm cho các thiết bị bắt đầu nóng lên và để phục vụ cho đời sống của chúng ta. Từ đó chúng ta thấy một điều rất rõ ràng, đó chính là dòng điện có tác dụng nhiệt. Tác dụng thứ hai mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu chính là tác dụng phát sáng của dòng điện. Theo như các em đã được biết, các loại bóng đèn được chế tạo ra là dùng để phát sáng và phục vụ cho đời sống của chúng ta. Vậy thì tại sao những loại bóng đèn đó lại có thể phát sáng được? Là do những bóng đèn đó đều hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện. Cô lấy ví dụ như là bóng đèn sợi đốt. Khi dòng điện đi qua bóng đèn sợi đốt, sẽ làm cho dây tóc bên trong bóng đèn nóng lên và phát sáng ra. Còn đèn huỳnh quang, đèn cơm bắc, thì trong đèn có chứa một ít hơi thủy ngân. Mặt bên trong bóng đèn được phủ một lớp bột huỳnh quang mỏng. Khi dòng điện đi qua thì hơi thủy ngân và bột huỳnh quang sẽ làm phát sáng và chiếu sáng xung quanh. Từ đó chúng ta thấy rõ một điều, dòng điện có tác dụng phát sáng. Tác dụng thứ ba là tác dụng từ của dòng điện. Để tìm hiểu về tác dụng từ của dòng điện, thì cô sẽ hướng dẫn cho các em làm một nam châm điện đơn giản. Cô sử dụng một cuộn dây dẫn quấn quanh một lõi sắt non, sau đó cho dòng điện chạy qua như trong hình. Lúc này, lõi sắt non sẽ trở thành một nam châm điện và có tính chất từ, vì nó có khả năng hút được các vật bằng sắt, thép và đồng thời cũng sẽ làm quay được kim nam châm. Qua đó, ta kết luận được rằng dòng điện có tính chất từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. Và đây là một ứng dụng của tác dụng từ dòng điện. Người ta chế tạo ra một cái loại cần cẩu điện. Loại cần cẩu này hoạt động giống như cái nam châm điện mà cô vừa hướng dẫn cho các em làm, dùng để hút các vật bằng sắt thép rất là nặng và di chuyển một cách dễ dàng hơn. Tác dụng thứ tư mà cô muốn giới thiệu cho các em đó chính là tác dụng hóa của dòng điện. Ở tác dụng hóa này thì cô có một cái hỗn hợp dung dịch muối đồng. Đây là một hỗn hợp dung dịch dẫn điện. Khi cho dòng điện đi qua cái dung dịch muối đồng này thì sẽ làm cho đồng tách ra khỏi hỗn hợp dung dịch và tạo thành một lớp đồng mỏng bám vào một cái thỏi than được nối với cực âm của nguồn điện. Và các em nhớ lưu ý cái thỏi than này phải được đặt trong cái dung dịch hỗn hợp này nhé. Từ đây chúng ta kết luận được rằng dòng điện có tác dụng hóa khi đi qua dung dịch dẫn điện. Đối với tác dụng hóa của dòng điện thì ứng dụng của nó nhiều nhất là trong cái công nghiệp mạ kim loại.
Cô lấy ví dụ như là những chiếc đồng hồ được mạ vàng, rất là đẹp ha. Hoặc là những chiếc bật lửa được mạ vàng, mạ bạc nè. Hay là những cái vật trang trí trong nhà bằng kim loại, nó sẽ được mạ một lớp vàng, một lớp bạc, một lớp đồng gì đó, làm cho những cái vật này sáng lấp lánh rất là đẹp, ánh màu kim loại lên rất là sang. Thì những cái vật dụng này á, nó sẽ được nối với cực âm của nguồn điện và được nhúng trong cái dung dịch muối mà chúng ta cần muốn mạ vàng hay bạc hay đồng. Khi cho dòng điện đi qua thì những kim loại vàng, bạc hoặc đồng sẽ được tách ra khỏi hỗn hợp dung dịch và bám vào những cái vật dụng này, làm cho những vật dụng này được phủ một lớp vàng, lớp bạc hoặc lớp đồng ở bên ngoài, nhìn rất là đẹp, rất là sang ha. Tác dụng cuối cùng mà cô muốn giới thiệu cho các em là tác dụng sinh lý của dòng điện. Là nếu như dòng điện đi qua cơ thể người cũng như là cơ thể của những động vật thì có thể xảy ra hiện tượng gì? Như các em được biết thì dòng điện nó có rất là nhiều lợi ích khi phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng điện một cách không cẩn thận, không an toàn, nếu để dòng điện đi qua cơ thể người có thể sẽ gây ra những co giật, làm ngạt thở, thần kinh tê liệt. Và nếu dòng điện quá mạnh thì có thể tim ngừng đập và gây nguy hiểm tính mạng. Qua đó ta thấy rõ dòng điện có tác dụng sinh lý khi đi qua cơ thể người cũng như là những động vật. Và trong trường hợp gặp tình huống có người bị điện giật thì chúng ta có thể thực hiện những thao tác xử lý sau đây. Đầu tiên là chúng ta hãy ngắt cái nguồn điện trước. Tiếp theo là sử dụng những vật cách điện, cẩn thận cách ly nguồn điện ra khỏi nạn nhân. Sau đó thì thực hiện các thao tác sơ cấp cứu đối với nạn nhân. Trong lúc đó thì chúng ta hãy nhanh chóng gọi liền số xe cấp cứu và đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có thể. Dòng điện mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta có thể sử dụng một cách phù hợp, an toàn, thì dòng điện cũng có thể cứu chữa người đó các em. Sau đây cô xin giới thiệu một số phương pháp cứu chữa bệnh bằng cách ứng dụng tác dụng sinh lý của dòng điện. Thứ nhất là đi điện đi thuốc trị liệu. Thứ hai là điện châm trị liệu. Thứ ba là điện xung trị liệu. Thứ tư là sốc điện trị liệu. Những phương pháp cứu chữa bệnh này đã được khoa học tiên tiến ngày nay, các nhà khoa học sử dụng nó để chế tạo ra các máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho công tác cứu chữa bệnh mà các em thường hay thấy. Qua những phần mà cô vừa giảng cho các em nghe nãy giờ thì từ đây chúng ta có thể rút ra được một kết luận, đó chính là dòng điện có các tác dụng như sau. Thứ nhất là tác dụng nhiệt của dòng điện. Thứ hai là tác dụng phát sáng của dòng điện. Thứ ba là tác dụng từ của dòng điện. Thứ tư là tác dụng hóa của dòng điện. Và cuối cùng là tác dụng sinh lý của dòng điện. Và để hoàn tất bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào làm một số bài tập để củng cố thêm cho những phần kiến thức mà chúng ta vừa học. Ở câu hỏi số 1, em hãy cho biết các thiết bị, dụng cụ sau đây là ứng dụng của tác dụng nào của dòng điện? Đèn compact, máy kích tim, bếp điện, công nghệ xi mạ, chuông điện, đèn sợi đốt,
bàn là hay còn gọi là bàn ủi, châm cứu điện, cân cẩu điện và đồng hồ mạ vàng. Đối với câu hỏi này, các em hãy chọn lọc ra những thiết bị nào phù hợp với tác dụng nào của dòng điện. Sau đây là lời giải chi tiết của cô. Đối với tác dụng nhiệt của dòng điện, chúng ta có bếp điện, bàn là hay còn gọi là bàn ủi. Vì hai thiết bị này sử dụng tác dụng nhiệt để phục vụ cho chúng ta, như bếp điện dùng để nấu ăn, bàn là dùng để ủi quần áo thẳng. Đối với tác dụng phát sáng của dòng điện, chúng ta có đèn khâm mắt và đèn sợi đốt. Vì hai loại đèn này sử dụng dòng điện dùng để phát sáng, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với tác dụng từ của dòng điện, ta có chuông điện và cần cẩu điện. Hai thiết bị này hoạt động dựa vào tác dụng từ của dòng điện, do nó giống như là một cái kim nam châm. Về tác dụng hóa của dòng điện, ta có công nghệ xi mạ và đồng hồ mạ vàng. Về tác dụng sinh lý của dòng điện, ta có châm cứu điện và máy kích tim. Đó là câu trả lời của cô. Ở câu hỏi số 2, khi các dụng cụ này hoạt động, thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào và không có ích đối với dụng cụ nào sau đây? Quạt điện, nồi cơm điện, TV, ấm điện, máy thu âm. Ở câu hỏi này, các em hãy chọn ra cho cô những dụng cụ nào dưới tác dụng nhiệt của dòng điện phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu sinh hoạt của con người chúng ta, thì tác dụng nhiệt đối với dụng cụ đó sẽ là có ích. Còn đối với những dụng cụ nào dưới tác dụng nhiệt của dòng điện không phục vụ cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của chúng ta, mà còn có thể gây hư hại đến những thiết bị đó, dụng cụ đó, thì tác dụng nhiệt đối với dụng cụ đó sẽ không có ích. Sau đây là lời giải chi tiết của cô. Đối với tác dụng nhiệt có ích với nồi cơm điện, ấm điện, vì hai dụng cụ này sử dụng tác dụng nhiệt để phục vụ cho đời sống và sinh hoạt của chúng ta, như nồi cơm điện dùng để nấu cơm, ấm điện dùng để đun nước nóng. Còn tác dụng nhiệt sẽ không có ích đối với các dụng cụ sau đây là quạt điện, TV, máy thu âm. Vì các thiết bị này nếu như nóng quá lâu trong một thời gian dài sẽ dễ gây hư hại đến những thiết bị đó. Và ba thiết bị này không sử dụng tác dụng nhiệt để phục vụ cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của chúng ta. Đó là câu trả lời chính thức của cô. Câu số 3. Dựa trên các hình ảnh gợi ý trong hình, em hãy nêu tên một số thiết bị điện ứng dụng tác dụng tỏa nhiệt của dòng điện trong cuộc sống mà chúng ta thường hay gặp nhất. Trong hình,
cô có các thiết bị điện. Các thiết bị điện này đều ứng dụng tác dụng tỏa nhiệt của dòng điện để phục vụ cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Các em hãy tự liệt kê ra các thiết bị mà các em đã chọn. Những thiết bị có tác dụng nhiệt trong cuộc sống, ví dụ như là bàn là hay còn gọi là bàn ủi, bếp điện, nồi cơm điện, máy sấy tóc, mỏ hàn, vân vân, đều là những thiết bị sử dụng tác dụng nhiệt trong cuộc sống mà chúng ta thường gặp nhất. Câu số 4. Các em hãy tìm hiểu và trả lời cho cô những câu sau đây. Một số dụng cụ điện như là máy khoan điện nè, quạt điện nè, khi hoạt động, phần thân máy của chúng, theo các em, nó có bị nóng lên hay không? Và từ đó, hãy cho biết, khi các dụng cụ này hoạt động, dòng điện có gây tác dụng nhiệt hay không? Nếu có, đó có phải là tác dụng mong muốn và có lợi hay không? Đầu tiên về máy khoan điện, quạt điện. Máy khoan điện chúng ta sử dụng dùng để khoan những con ốc, con vít vào những vật cứng. Còn quạt điện là chúng ta dùng để làm mát không khí xung quanh. Vậy khi hai thiết bị này hoạt động, phần thân của chúng, theo các em nó có nóng lên hay không? Câu trả lời của cô là có, phần thân của chúng sẽ nóng lên dần theo thời gian nếu như các em sử dụng quá lâu. Khi các dụng cụ này hoạt động, vậy thì dòng điện có gây ra tác dụng nhiệt hay không? Chắc chắn là có. Dòng điện gây ra tác dụng nhiệt đối với dụng cụ này. Vậy thì, đó có phải là tác dụng mong muốn của thiết bị này như chúng ta sử dụng hay không? Tác dụng nhiệt trong các dụng cụ này hoàn toàn không có lợi. Nó chỉ làm hao phí điện năng mà thôi. Nghe các em, đó là câu trả lời của cô. Câu số 5. Em hãy cho biết câu gì hoạt động trên tác dụng nào của dòng điện. Đầu tiên các em hãy cùng cô tìm hiểu cầu chì là gì. Cầu chì là một thiết bị điện có khả năng bảo vệ mạng điện gia đình của chúng ta. Vậy nó hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Và nó bảo vệ mạng điện gia đình chúng ta như thế nào? Sau đây là lời giải chi tiết của cô. Câu chi được cấu tạo và hoạt động theo tác dụng nhiệt của dòng điện. Khi mạng điện gia đình chúng ta sinh hoạt, nếu như mạch điện bị nóng lên quá mức, làm cho đoạn dây trong cầu chì này sẽ bị nóng lên và chảy ra. Lập tức, lúc này, mạch điện sẽ trở nên bị hở và làm cho dòng điện không thể tiếp tục chạy nữa. Lúc này, mạch điện sẽ bị ngắt đi và bảo vệ an toàn cho mạng điện trong gia đình, không làm hư hại đến bất kỳ một thiết bị nào khác. Và các em lưu ý, thường thì cầu chì sẽ được mắc phía sau cực dương
của các nguồn điện, chứ không nên mắc cầu chì sau các thiết bị điện. Vì làm như vậy, cầu chì sẽ không còn tác dụng bảo vệ mạng điện nữa. Câu số 6. Trong một cuộc thi đấu thể thao, người chiến thắng thường được trao cho huy chương vàng. Các huy chương thì thường được chế tạo bằng phương pháp mạ điện. Qua đó, em hãy cho biết phương pháp này dựa trên tác dụng nào của dòng điện. Ở câu hỏi này, đề cập đến huy chương. Huy chương là một vật dùng để tôn vinh cho những người có thành tích tốt nhất trong một cuộc thi, và đặc biệt là tấm huy chương vàng. Nhưng huy chương lại thường được chế tạo bằng phương pháp mạ điện, có nghĩa là huy chương này sẽ được mạ một lớp vàng bên ngoài. Vậy thì theo các em, mạ vàng cho huy chương là dựa trên tác dụng nào của dòng điện mà mình vừa mới học? Sau đây là lời giải chi tiết của cô. Phương pháp mạ điện, mạ vàng cho tấm huy chương là ứng dụng dựa trên tác dụng hóa học của dòng điện. Và các em cần phải lưu ý, những vật cần mạ, mà ở đây chính là tấm huy chương, phải là được nối với cực âm của dòng điện. Đó chính là lưu ý mà các em cần phải nắm rõ. Nếu chúng ta muốn mạ vàng cho một tấm huy chương thì chúng ta sẽ sử dụng dung dịch muối vàng. Còn nếu muốn mạ bạc hoặc mạ đồng cho tấm huy chương thì chúng ta sử dụng dung dịch muối bạc hoặc muối đồng. Các em lưu ý chỗ này. Câu số 7. Khi nào có xảy ra tác dụng sinh lý của dòng điện? Và khi dòng điện của mạng điện gia đình, nếu như vô tình hoặc sơ ý đi qua cơ thể của chúng ta, thì dòng điện này có thể gây ra những tác hại nào? Tác dụng sinh lý của dòng điện xảy ra khi nào các em? Là khi có dòng điện đi qua cơ thể người hoặc là động vật thì sẽ gây ra tác dụng sinh lý của dòng điện. Các em nhớ nhé. Và nếu như vô tình dòng điện của mạng điện gia đình đi qua cơ thể người hoặc động vật, theo các em có nguy hiểm hay không? Rất nguy hiểm nha các em. Tùy theo mức độ lớn, mạnh, yếu của dòng điện, nó sẽ gây ra những nguy hiểm khác nhau. Khi dòng điện của mạng điện gia đình đi qua cơ thể người thì dòng điện có thể sẽ khiến cho các cơ của chúng ta co giật, làm ngạt thở, thần kinh tê liệt và tim có thể sẽ ngừng đập luôn, gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, điện mặc dù có rất nhiều lợi ích nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Do đó, khi sử dụng điện, các em phải hết sức cẩn thận, không được sơ sẩy. Nếu gặp vấn đề gì thì các em phải báo gấp liền cho người lớn để xử lý. Tuyệt đối các em không được đụng vào những vật có mang điện nếu xảy ra vấn đề, vì làm như vậy rất nguy hiểm. Các em nhớ nhé. Câu số 8.
một cái bảng cho biết nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Dựa vào bảng này, các em hãy giải thích vì sao dây tóc bóng đèn sẽ đốt lại thường được làm bằng flogram. Trong bảng này cô có 4 chất. Thứ nhất là wolfram, nhiệt độ nóng chảy của nó là 3420 độ C. Nhiệt độ này rất là cao. Tiếp theo là thép, nhiệt độ nóng chảy là 1300 độ C. Đồng, nhiệt độ nóng chảy là 1080 độ C. Cuối cùng là chì, nhiệt độ nóng chảy là 327 độ C. Trong 4 chất này, wolfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, còn chì có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Theo các em, trong 4 chất này, tại sao người ta lại sử dụng wolfram mà không sử dụng 3 chất còn lại để làm dây tóc bóng đèn sợi đốt? Sau đây là lời giải chi tiết của cô. Như cô đã nói ở phần sự tác dụng phát sáng của dòng điện, bóng đèn sợi đốt nó hoạt động dựa theo nguyên tắc, đó chính là dựa vào sự phát sáng của một vật. Khi vật được nóng lên ở một nhiệt độ cao, chính là dây tóc bóng đèn, dòng điện đi qua bóng đèn sẽ làm cho dây tóc bóng đèn nóng lên. Vì vậy, người ta sẽ chọn wolfram do nhiệt độ nóng chảy của wolfram của nó cao hơn nhiều so với những kim loại khác và sẽ khó bị hỏng hơn trong quá trình chúng ta sử dụng bóng đèn với một thời gian tương đối lâu. Sẽ hạn chế được việc bóng đèn nếu như nóng quá lâu sẽ làm cho nhiệt độ càng cao, dẫn đến các chất này sẽ nóng chảy ra. Và wolfram vì nó có nhiệt độ nóng chảy cao nhất cho nên sử dụng làm dây tóc bóng đèn là hợp lý nhất. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Qua những phần mà cô đã truyền đạt cho các em về các tác dụng của dòng điện và một số bài tập áp dụng, các em hãy thường xuyên luyện tập thêm để củng cố cho phần kiến thức này nhé. Chúc các em học tốt.